Alo, alo anh em ơi, nhân dịp khai trương shopgvtv.com thì mình sẽ giảm giá cho anh em 70% vòng quay, nụ hữu kim cương lên tới 80%, giá siêu rẻ siêu khủng, mọi người hãy đến ngay với shopgvtv.com nhá. TV. Thì sau bao nhiêu là biến cố thì ngày hôm nay là bọn mình sẽ chuẩn bị là về lại Sài Gòn. Đấy. Về đâu? Về chứ. Phải về chứ. Bây giờ bọn mình sẽ về lại Sài Gòn và sẽ bắt đầu tiếp tục những công việc hàng ngày của bọn mình. Thì đấy, ngày hôm nay chúng ta lại vui vẻ đấy, cho nên là mình quyết định là mình dắt con Ngân đi chợ để mua một số thứ để chuẩn bị về Sài Gòn. Wow. Dắt bà về Sài Gòn. Đấy, bởi vì thứ nhất là bố mẹ bà cũng đuổi bà rồi. Yes. Em hiểu không? Tức là bố mẹ bảo là con gái mà theo chồng rồi là đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Em hiểu không? Hiểu không? Thế cho nên là ngày hôm nay là mình sẽ đưa bà Ngân mà đi. Nhưng mà có cái nọng thì to thế. Đấy, có cái nọng này. Cười cái khỉ, cười. Anh em thấy tớ có ngầu không? Đấy, hôm nay là tớ sẽ chở bà xã tớ đi chợ, sau đấy gọi là mua một ít quà gọi là Đà Lạt về cho anh em Sài Gòn. Đấy, thì nói chung là ngày hôm nay không cầm cái chân, không cầm cái tay quay về cho nên là máy quay nó bị rung lắm anh em ạ. Thế cho nên là có khi tí tớ lại quay camera sau. Nói chung là tớ quay bà kia thôi, quay làm kỷ niệm thôi. Thích coi coi, không coi thôi. Thế cho nó vuông, ok? Ok. Ok mọi người, và trước khi, nói chung là để chuẩn bị cho cái buổi đi chơi dã ngoại của hai vợ chồng mình trước khi về Sài Gòn thì bọn mình sẽ được ăn da ua nha mọi người. Đấy, đây là ăn sáng nhưng mà có cái hộp da ua, tôi nhìn hộp da ua là tôi thấy thèm, mờ lèm nó liền. Mua tôi vừa ngon không? Gì mà ăn dữ vậy? Ngon. Trời ơi, nó ghê. Ngon không? Trời ơi, ăn không thèm trả lời luôn. Má ơi, gì ghê vậy? Người ta nhìn kìa. Trời ơi, chưa ăn cái gì hết, ăn cái nói vô đâu bụng bây giờ. Nhanh lên, người ta nhìn kìa. Ôi trời, trời ơi, mặt tim hiếm luôn kìa. Không, anh ăn đi. Không ăn. Không. Ăn đi. Ăn cái kia kìa chứ không phải ăn da ua. Ôi làm như chết đói vậy trời. Ăn này nè. Ok mọi người, và món ăn đã ra rồi. Đây người ta gọi là cái bánh gì mà bánh gì ấy mọi người ạ. Cái bánh gì, bánh căn mọi người, bánh căn đó. Đấy, nói chung là vợ mình hứa là ăn xong thì sẽ cho mình đi đạp vịt. Thế cho nên là bây giờ mình sẽ ăn thật là nhiệt tình. Đấy, nhìn vợ mình ăn là thấy nhiệt tình rồi đúng không? Quá chuẩn luôn. Xin giới thiệu với mọi người một loại hình gọi là mượt chất mọi. Đó gọi là loại hình đạp vịt. Và tự nhiên ngồi trên này hai vợ chồng bịt khẩu trang. Em khinh thường ấy đúng không? Ủa chứ. Hả? Sao anh vậy? Ôi mở khẩu trang có hai vợ chồng ở trên sông à. Đáng lắm, đi nha. Vâng. Anh em có thể nhìn thấy là mình đang đạp chết bà luôn anh em. Đó, mình đang đạp, mình sẽ gọi là đi xung quanh cái hồ này. Gọi là mình tìm gái, kiếm vài con cá ăn thôi. Người ta gọi là bắt cá hai tay đấy anh em ạ. Xuất sắc. Được không? Ok, thôi. Mới yêu nhau lại mà biết là nhìn thế nào cơ mà anh ta. Không. Em gì ơi. Đạp hồi mệt chết mỏi luôn á. Đạp đang giữ quá, tới nỗi đạp vô chết bè luôn á. Thôi toàn. Giờ thì với mọi người. Ê, ví dụ bây giờ nhảy xuống á, công an có cứu không? Cô Ngân quay mà không đi đá này. Ôi mệt. Cứ nãy giờ đây, em cứ bỏ chân vô còn đạp là để anh đạp, hiểu không? Không còn. Anh làm đàn ông mình mỏi. Không còn. Nhưng mà mình đi ra hơi xa rồi em ạ. Rồi, nó rồi mình anh, xa đạp, rồi. Anh đạp lại là thương bà luôn á. Một tí nữa mình quay lại đúng không? Quay đầu. Đó xe quay đầu đây. Phải, quay đi. Làm chỗ này tận hưởng đi. Ôi trời ơi. Cú về xa quá rồi. Bắt đầu xe. Nghe lại. Gì vậy mà thấy càng ngày càng đi ra xa.
tiếc lại. Anh đạp ra tí ngoài kia thử xem nào. Thôi. Thật, anh nói thật. Thôi đi về. Mới đạp tí đi về. Đi về. Hơi đi. Trời đa, đem được mấy phòng túi luôn. Tôi mệt mỏi. Vãi lông. Đây. A few moments later. Ok mọi người, thì hiện tại bây giờ cô Ngân đang đi vào chợ mọi người, và mình muốn tạo một cái bất ngờ gì đấy cho bà. Đấy, thế cho nên là mình quyết định là mình sẽ đi mua một cái dây chuyền để tặng quà cho bà ngày 8 tháng 3. Đấy, thì cái này mình sẽ đưa về Sài Gòn mình tặng. Nhưng mà đây là một sự bất ngờ. Đấy, cũng là món quà để xin lỗi vợ mình khi mà mình đã làm quá nhiều chuyện có lỗi. Ok mọi người, thì hiện tại bây giờ hai vợ chồng mình đã ra tới sân bay rồi. Và như vậy là tôi rước được cô Ngân về nhà rồi anh em ơi. Đây, cô Ngân đang ngồi đây mọi người, đang ngồi bấm điện thoại ở đây. Ok, về nhà thôi. A few minutes later. Ok mọi người, thì đây là những món mà mình đã mua trước để chuẩn bị quà, là quà mùng 8 tháng 3 cho vợ mình. Hồi nãy mình có mua, mình có quay cho anh em xem đấy. Và đặc biệt là mình mới mua thêm một bó hoa siêu to khổng lồ luôn anh em. Ở đây là 20 mấy 30 bông hoa đấy mọi người. Đấy, thấy chưa, đây là một bó hoa siêu to khổng lồ và một cái dây chuyền. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cầm mấy cái này đi, sau đó mình sẽ set up một cái góc quay ở trong này. Đợi cô Ngân lên đây thì mình sẽ tặng quà mùng 8 tháng 3 cho cô Ngân nha mọi người. Một món quà bất ngờ. Em ơi, quay đầu lại đây, anh có một món quà dành tặng cho em vào ngày mùng 8 tháng 3. Em ra vườn cà nhặt được bông hoa xin đưa tặng cô giáo. Đấy, hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam. Anh nhầm, hôm nay là ngày quốc tế đàn ông. Anh nhầm, hôm nay là ngày Valentine. À không, hôm nay là ngày sinh nhật của anh. À không, cũng là hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt. Ngày mà... Không, em cứ ngồi xuống đã. Em cứ ngồi xuống. Em phải nghe hết những cái tâm tư mà anh muốn nói ra bấy lâu nay. Em hiểu không? Đấy, thì thứ nhất, em à, cũng đã một năm trôi qua rồi nhỉ, cái cảm giác. Anh nhầm bài rap. Em, thấy bông hoa đẹp không? Anh muốn nói với em, muốn nói với em rằng trái tim rất yêu em, muốn được say đắm bên em. Oh yeah, come on baby. Chưa xong, xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm. Em có thể làm từ từ bình tĩnh được không? Em cứ hết sức bình tĩnh đúng không? Tá cũng cắt xéo này. Anh em, thôi, tiếp tục đây. Em nhất, anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm em buồn và làm em bỏ về Đà Lạt. Thì bây giờ mọi chuyện đã qua thì anh lại rất là xin lỗi em. Thứ hai là chúc mừng vợ ngày 8 tháng 3. Chúc vợ có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình và chồng. Đấy. Chưa, ngồi xuống. Gia đình đấy. Rồi, ok, nhắm mắt lại. Tặng này, cái này quan trọng này, thấy gì không? Hả? À, cái này mà rất là quan trọng, anh có thấy là anh vừa mới làm một điều rất là quan trọng không? Cho bỏ! Rồi, ok em ôm đi. Rồi, tùy ý em. Sao? Được không? Thế là không lấy cái này. Có. Biết cái này là cái gì không? Có, chỉ chuyền em mua. Ơ, sao em biết? Thì mà biết mà. Anh giấu mùi chơi, cái đó là chỉ có cái gì chuyền thôi hay là cái bút? Ra đây là một cây bút. Một cây bút mà anh đã giấu kín. Không. Không, anh giấu đấy. Này, tặng cho vợ cái này. Ôi, cho vợ. Đưa đây, người ta đeo cho, không biết lãng mạn gì hết đấy. Ok. Đây, đeo cho. Đó. Từ từ. Hết sức bình tĩnh. Cái này đeo nào đấy? Rồi, đeo xong rồi. Cái gì có đâu. Anh đeo xong rồi, anh không.
rồi. Em biết cái này. Chưa? Đấy xem nào. Đấy, thơm cái nữa. Không. Rồi rồi, đeo theo xong vào. Đeo nha. Rồi là đeo thật nè. Người ta đeo thật á. Quà cho vợ là ăn đeo thật đó. Ai sao phải vẩy cái tóc ra một cái. Đấy xong rồi. Đó, đây đâu rồi. Mẹ đẹp quá đi đâu. Được chưa? Thỏa mãn chưa? Rồi. Không, thơm không. Không, thơm muốn con dừng. Rồi, tôi muốn con dừng. Ok mọi người, và clip tạo bất ngờ và đón cô Ngân về Sài Gòn của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nhớ bấm like, subscribe thì bấm nút chuông nha mọi người. Bye bye.